Hồi thứ 89. Quái hoàng sư hỏng mất hội đinh ba. Ba đồ đệ đại náo núi đầu báo. Lại nói chuyện mấy người thợ rèn trong sân do mấy ngày liền làm việc vất vả nên đêm ấy ngủ say như chết. Sáng ra trở dậy định rèn tiếp thì thấy ba cây binh khí để ở xưởng đầu mất hết ai nấy ngây người sợ hãi. Lúc ấy, ba dương tử rời cung đến xem xét, đám thợ rèn cúi rạp xuống thưa. Thưa, thưa dương tử, ba cây binh khí của các thần sư, không biết tự nhiên biến đi đâu mất hết trơn hà. Một dương tử nghe nói vậy trong lòng thắc thỏm nói. Ủa, hay là, hay là sư phụ đem qua lấy về rồi? Đoạn dội vàng chạy ngay vào trong đình bộc xa xem sao, thì chỉ thấy con ngựa bạch vẫn buộc ở hành lang mà thôi. Bèn nôn nóng cất tiếng gọi. Sư phụ, sư phụ ơi, sư phụ đã tỉnh dậy chưa? Sa Tăng đáp. Dậy rồi. Đoạn mở cửa phòng mời Dương Tử vào. Dương Tử không nhìn thấy Bình Khí đâu cả, thì hốt hoảng hỏi. Ờ, à, ủa, à, mấy món binh khí của sư phụ đem về hết rồi mà. Hành giả trồm dậy nói. Về cái gì mà về, còn để ở đằng xưởng á. Dương tử nói. Ờ, à, vậy chứ, ba cây binh khí đem qua, không biết, không biết tự nhiên biến đi đâu mất tiêu rồi. Bác giới lồm cồm bò dậy hỏi. Vậy chứ cây đình ba của ta còn không? Dương tử thưa. Vừa rồi chúng con tới đó chỉ thấy mọi người đang lục soát khắp nơi mà chẳng thấy ba cây binh khí đâu hết chúng con cứ tưởng là 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 sư phụ đem về rồi cho nên mới tới hỏi uh, hay 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 là bảo bối của sư phụ muốn to muốn nhỏ đều có thể tùy ý rồi rồi sư phụ đem dấu vào trong người uh, để để hù đồ đệ một chút chứ gì hành giả nói ai thèm đi hù các người quả thật là còn để ở đằng xưởng mà thôi vậy là mất rồi phải đi tìm ngay thôi đoạn hành giả bèn theo bọn dương tử vào trong xưởng tìm quả nhiên chẳng thấy dấu vết gì cả bác giới chạy theo nói chắc chắn là cái lũ thợ rèn đó ăn cắp đó mau mau đem ra đây trả cho chúng ta nếu mà chậm trễ ta sẽ đánh chết bây giờ đám thợ rèn sợ quá dập đầu thưa À, thưa, thưa, thưa ngài à, chúng tôi làm việc vất vả suốt mấy ngày đêm liền nên ban đêm ngủ say quá mãi tới khi trời sáng bạch trở dậy thì 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 không thấy binh khí đâu cả chúng tôi đều là hạng người phàm sức đâu mà nhấc nổi những thứ binh khí ấy có lấy cũng chẳng để làm cái gì muôn xin ngài tha tội tha tội chỉ vì bất cẩn mà để cho kẻ cấp lấy trộm. Hành giả chẳng nói chẳng rằng chỉ tự trách thầm. Chỉ tại mình cả thôi. Đã cho họ coi mẫu rồi thì phải cất lại. Đằng này để ở đó mấy ngày trời. Bảo bối phát hào quang rực rỡ. Chắc làm kinh động bọn người xấu. Chúng lợi dụng đêm tối lấy đi rồi. Bác giới không tin nói. Đại sư Huynh nói vậy là không đúng đâu. Dùng này thái bình yên ổn lại không phải là nơi đồng không mong quạnh. Làm gì mà có bọn người xấu nào? Để chắc chắn là chỉ có cái đám thợ rèn này nè. Chúng thấy binh khí phát hào quang rực rỡ, biết là bảo bối. Rồi lợi dụng đêm tối, đem ra khỏi dương phủ cất giấu ở đâu đó. Mấy tên này hả, ngó cái mặt coi bộ không tin nổi à. Bây giờ cứ lôi hết cả đám tụi nó ra, đập cho một trận, thế nào bọn chúng cũng phải khai. Đám thợ nghe vậy lại dập đầu thề thốt rằng không lấy. Đang lúc ầm ỉ, bỗng lão Dương đi tới, khi hỏi ra biết rõ sự việc, thì mặt cũng tái mét, lặng đi một lát rồi mới nói. Bình khí của thần sư không phải đồ phàm dù có tới hơn trăm người mó tay vào thì cũng chẳng thể nào nhúc nhích được. Hơn nữa, trong thành của ta đã năm đời nay không có hạng người to gan lớn mật. Tiếng tâm là hiền lương của thành đã lan ra cả những vùng kế cận. quan dân thợ thuyền ở thành này đều sợ pháp luật, nhất nhất tuân theo, không dám nảy sinh ý xấu bao giờ muôn sinh thần sư nghĩ lại hành giả cười nói ôi xe cũng chẳng phải nghĩ ngợi làm gì mà cũng đừng có đổ thừa cho bọn thợ rèn bây giờ ta hỏi điện hạ bốn mặt châu thành này có rừng rú yêu quái nào không lão dương thưa À, câu hỏi của thần sư thật là có lý à, phía bắc châu thành này có một quả núi gọi là núi núi báo đầu trong núi có một tòa động gọi là động hổ khẩu người ta thường nói trong động có tiên à, lại nói có cả hầm beo yêu quái nữa mà thực tình thì ta cũng chưa từng dò xem thực hư như thế nào hành giả cười nói <cười> Vậy thì khỏi nói cũng đã biết Cái bọn yêu quái biết ba thứ binh khí đều là bảo bối Nên lợi dụng đêm tối lấy đi đó Thôi ta biết thủ phạm rồi Nè bắt giới sa tăng Hai chú ở đây bảo vệ sư phụ ngang gìn giữ thành trì Để lão tôn đi truy tìm yêu quái Lại bảo bọn thợ rèn không được để lò nghỉ Cứ tiếp tục công việc Thần sư bèn tạm biệt tam tạng, giúp một cái đã không thấy bóng dáng đâu cả. Trong chớp mắt, hành giả đã đứng trên đỉnh núi báo đầu. Bởi từ thành tới núi chỉ cách 30 dặm, nên chớp mắt hành giả đã tới nơi. Đứng trên đỉnh núi quan sát, thấy quả nhiên có yêu khí. Thật là, mạch long dằn dặt thế đất xa vời, đỉnh non nhọn hoắt chọc trời cao khe suối nước sâu trôi cuồn cuộn đầu núi cỏ non phô thắm sau đồi hoa ngọc khoe tươi tùng bách cao ngất trời trắc phong xòe rợp tán quả diều trời cao bay lượn hạt khỉ rừng sâu véo von sườn non hưu nai từng đàn vách núi cáo cầy từng lũ thế núi nhấp nhô mờ tỏ mạch đất chính khúc dòng dèo một đầu tới sát ngọc hoa châu muôn thuở nghìn đời miền thắng địa hành giả đang xem xét bỗng nghe thấy phía sau núi có tiếng người bèn quay lại nhìn thấy hai tiểu yêu đầu sói đang trò chuyện léo nhéo đi về phía tây bắc hành giả nghĩ hừ hẳn đây là bọn tiểu yêu đi tuần núi à để lão tôn theo sát nghe xem chúng nói cái gì bèn bấm quyết niệm chú lắc mình một cái, biến thành một con bướm, dàn cánh bay chập chờn đuổi theo. Con bướm ấy quả là một đôi cánh phấn, hai sợi râu cong, cưỡi gió bay chập chờn, múa mây người trong nắng, qua suối băng rừng không nổi chậm, đùa hoa hút nhụy nhẫn nhơ vui, nhẹ nhàng chỉ thiết dờn hoa thắm nho nhã phong tình tùy thích thôi hành giả bay tới chập chờn trên đầu hai con yêu quái ấy để nghe chúng chuyện trò bỗng một yêu quái ngẩng đầu nói nè đại ca ơi đại dương mình dạo này gặp may mắn liên tiếp đó nghe tháng trước thì bắt được cô gái đẹp tiêu khiển trong động thật là vui thú đêm qua lại lấy được ba món binh khí là những thứ bảo bối vô giá sáng mai đại dương mở hội đinh ba chúng ta cũng được hưởng phần đó lập tức tên kia nói ờ à, chúng ta cũng gặp mai đó chứ cầm hai chục lạng bạc này đi mua dê lợn bây giờ hẳn tới chợ càn phương làm chai rượu uống cái đã rồi mỗi thứ mua về khai tăng giá lên một chút à, lấy lời Dâm lạng mỗi đứa mua một chiếc áo kép cho đỡ rét ờ à, nè ờ à, đệ nghĩ à, à, ta nói vậy có đúng không <laughs> hai tên cười cười nói nói đi như bay ra đường cái. Hành giả nghe thấy nói hội đinh ba trong lòng mừng thầm muốn giết chúng cho rồi, nhưng nghĩ cũng chẳng được việc gì, giả lại trong tay cũng không có binh khí, nên lại thôi. Mà chỉ vội vàng bay ngay lên phía trước hiện nguyên bản tướng đứng sừng sững giữa đường. Khi hai yêu quái đi tới gần. Hành giả bèn dùng phép định thân, phun một bãi nước bọt vào chúng, miệng đọc câu thần chú ấm hồng xá lị. Lập tức, hai tên yêu quái đầu sói bị giữ chặt. Hai chân đứng sững lại, mắt mở trừng trừng, miệng kêu ú ớ. Hành giả lật ngửa hai đứa ra, cởi áo lục soát. Quả nhiên, thấy một gói hai mươi lạng bạc bỏ trong hầu bao, thắt quanh cặp quần. Mỗi tên còn đeo một thẻ bài sơn phấn, một chiếc đề điêu toàn cổ quái chiếc kia đề cổ quái điêu toàn phần chú thích điêu toàn cổ quái hay cổ quái điêu toàn đều có nghĩa là tính tình quái dị hết chú thích hành giả bèn tịch thu cả số bạc cởi cả thẻ bài rảo bước về thẳng châu thành vào trong dương phủ gặp dương tử đường tăng cùng các quan viên lớn nhỏ và đám thợ rèn kể lại đầu đuôi sự việc Bác giới cười nói À, chắc là do bảo bối của lão trư phát hào quang lấp lánh Nên hắn mới đi mua dê lợn về mở đại hội yến tiệc ăn mừng đó uhm, Nè đại sư huynh, bây giờ chúng ta làm sao mà lấy lại được binh khí đây? Hành giả nói Theo ý ta thì ba anh em chúng ta cùng đi Số bạc này một phần để thưởng cho đám thợ rèn Còn lại nhờ lão dương mua cho mấy con dê lợn bác giới thì biến thành điêu toàn cổ quái còn ta thì biến thành cổ quái điêu toàn sa tăng thì đóng giả là người lái lợn cả ba anh em chúng ta vào trong động hổ khẩu rồi thừa dịp cướp lấy binh khí tiêu diệt yêu quái sau đó thì quay về thu xếp lên đường mau mau đi thôi sa tăng cười nói tán thưởng thật là diệu kế đại sư huynh đúng là nghĩ ra diệu kế rồi đó lão dương theo kế sai ngay quan quản sự đi mua bảy tám con lợn bốn năm con dê về ba người tạm biệt sư phụ ra ngoài thành trổ phép thần thông bác giới nói ừ, nhưng mà đại sư huynh ơi đệ chưa gặp cái thằng gì mà 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 điêu toàn cổ quái gì đó ừ, bây giờ làm sao mà biến ra cho giống hắn được Hành giả nói, Đệ đừng có lo, yêu quái ấy đã bị ta dùng phép định thân giữ lại ở đằng kia kìa. Giờ này ngày mai hắn mới tỉnh. Ta thì nhớ mặt chúng rồi, bây giờ đệ đứng lại đây, để ta biến cho. Đó, đứng yên ngang, đứng như vậy đó. Rồi, chuẩn bị sửa soạn, ta biến đây. Lập tức chú ngốc bèn niệm chú, hành giả thổi tiên khí, chớp mắt bắt giới biến ra giống hệt tên điêu toàn cổ quái không khác một chút nào đoạn dắt thẻ bài vào trong bụng hành giả cũng biến thành cổ quái điêu toàn dắt thẻ bài vào trong bụng y như vậy sa tăng giả trang thành người lái lợn một lát sau cả bọn hành giả đã tiến vào thung lũng trong núi bỗng họ gặp một tên tiểu yêu mặt mũi cực kỳ hung ác nom hắn đôi mắt tròn thao láo sáng rực tựa lửa đêm đầu tóc rối bù xù rặt một màu đỏ quạch mũi to mồm méo sệt răng nanh nhọn chìa ra đôi tai vẫn tráng dồ mặt xanh như tàu lá mình mặc áo vàng úa chân đi hài cỏ đan oai phong tựa hung thần dũng mãnh như ác quỷ yêu quái này Cách bên phải một cái tráp sơn mài đựng thiếp mời, bước tới gặp hành giả nói. Nè nè, cổ quái điêu toàn. Ừm, uhm, hai đứa tụi bay về rồi đó hả? Mua được mấy con dê, mấy con lợn mà đi lâu lắc vậy hả? Hành giả đáp. Ờ, à, thì, thì, thì đây nè, đây nè, à, dê nè, lợn nè. Uhm, tại phải lựa kỹ cho nên mới đi lâu như vậy. Yêu quái nhìn sa tăng hỏi. Vậy chứ cái thằng này là ai vậy hành giả đáp à, à à đó là đó là tên lái lợn á à, chẳng là um, các đệ còn thiếu của hắn ít tiền đưa hắn về để trả nốt à, còn huynh huynh đi đâu vậy yêu quái đáp ta đến núi Trúc tiết mời đại lão dương sáng mai tới dự hội hành giả lựa lời hỏi hắn à, à vậy hả À, chắc là đông vui lắm á. À, à, tất cả mời khoảng à, bao nhiêu người? Yêu quái đáp. Mời à, Đại lão Dương làm chủ tiệc này, rồi mời các à, Đại Dương và đầu mục ở núi này à, hết thảy cũng tới hơn 40 vị đó nghe. Đang trò chuyện thì Bác Giới nói: "Thôi thôi thôi đi đi, đi đi đi, đi liền đi liền đi, đi, coi chừng lợn dê sống hết rồi." Hành giả nói: vậy thì đệ đi đuổi đi để ta bảo hắn cho xem thiệp mời một cái yêu quái ngỡ là người nhà bèn mở tráp đưa thiếp cho hành giả xem hành giả mở ra xem tờ thiếp viết xin thưa với ông nội là cửu linh nguyên thánh lão đại nhân được biết sáng mai cháu sửa soạn mở tiệc rượu gọi là đại hội đinh ba kính mời ông nội lão đại nhân tới dự mong ông đừng từ chối xin đa tạ cháu dưới cửa là hoàng sư cúi đầu lạy trăm lạy hành giả xem xong đưa trả cho yêu quái yêu quái lại đặt vào trong tráp đi thẳng về hướng đông nam sa tăng hỏi đại sư huynh ơi ở trong thiệp viết cái gì vậy à đó là tờ thiệp mời đi dự hội đinh ba người mời á thì viết là cháu ở dưới cửa là hoàng sư cúi đầu lại trăm lại còn người được mời là ông nội cửu linh nguyên thánh lão đại nhân sa tăng cười nói à hoàng sư hẳn là con sư tử lông vàng thành tinh nhưng không biết cửu linh nguyên thánh là ai ha bác giới nghe vậy cười nói à, thì cũng là của riêng của lão trư cả thôi hành giả hỏi sao đệ biết là của riêng của đệ hả bác giới nói ờ à thì cổ nhân có câu con lợn sề ghẻ chuyên đuổi theo sư tử long vàng đó nên biết hắn là của riêng của lão trư đây ba người nói nói cười cười xua mấy con dê con lợn nhằm cửa động hổ khẩu đi tới thấy bên ngoài cửa động xung quanh núi cao ngất một mạch khí liền thành dây leo quanh vách động gai góc phủ sườn non rừng sâu chim ríu rít cửa động hoa rung rinh động đào nguyên cõi tục chốn ẩn giật nhân gian ba người đi tới cửa động lại nhìn thấy một đám yêu tinh tạp nham đang trèo leo nghịch ngợm bên những gốc cây bọn chúng nghe tiếng bát giới xua lợn dê tới thì ùa cả lại đón đứa tóm lợn, đứa bắt dê, trói nghiến cả lại. Tiếng ầm ỉ làm kinh động yêu dương trong động. Yêu dương dẫn mấy chục tiểu yêu ra cửa động quát hỏi. Hai đứa đã về rồi đó hả? Mua được bao nhiêu con dê con lợn? Hành giả thưa. À, tao đại dương mua được 8 con lợn, 7 con dê, tổng cộng là 15 con. Tiền mua lợn hết 16 lạng, mua dê hết 9 lạng. Lúc trước đem đi có 20 lạng, còn thiếu 5 lạng. À, người này là lái lợn à, theo chúng con về lấy nốt tiền yêu Dương nghe nói liền gọi ê tụi nhỏ đem ra năm lạng trả cho người ta đi để à, nói về cho lẹ lẹ cho rồi hành giả bèn nói à, khoan 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 tâu đại Dương à, người, người khách này một là tới lấy nốt tiền hai là cũng muốn được xem đại hội của chúng ta đó yêu dương nổi giận quát mắng tình điêu toàn khốn kiếp kia, ta chỉ sai nhà ngươi làm một việc là đi mua lợn chỉ có vậy thôi sao nhà ngươi lại đi bép xếp nói với người ta là đ đ đại hội đại hiết cái gì hả bác giới bước lên nói ờ à, bẩm à, à, chúa công lấy được bảo bối thật là một việc may mắn nhất thiên hạ giờ dù cho hắn có xem thì có gì đáng sợ đâu Yêu Dương bực mình hừ một tiếng nói Cái tên cổ quái này thật là đáng ghét Bảo bối này ta lấy được ở trong thành Ngọc Hoa Tháng hoặc người khách này nhìn thấy Rồi nó về nó tung tin đồn nhảm Khiến cho mọi người đều biết Khi ấy Dương Tử tới đòi Thì chúng ta làm sao mà chống trả hả? Hành giả nói à, Muôn tàu chúa công người khách này Nhà ở sau chợ Càng Phương cách thành rất xa Hắn không phải là người trong thành nên không đi bếp xếp được đâu, giả lại hắn cũng cũng đói bụng rồi, hai chúng con từ sáng cũng chưa được hột cơm nào vào bụng, trong nhà có sẵn rượu thịt, thưởng cho hắn một bữa no nê rồi tống cổ đi cũng chưa muộn mà. Vừa dứt lời, thấy một tiểu yêu mang ra năm lạng bạc đưa cho hành giả, hành giả đưa số bạc cho sa tăng nói: "Thôi thôi, chú lái cầm lấy tiền đi, rồi theo ta vào trong này ăn cơm." sa tăng mạnh dạn đi theo bát giới hành giả vào trong động khi vào tới sảnh đường rộng rãi ở tầng hai ba người nhìn thấy trên chiếc bàn ở giữa nhà có đặt một cây đinh ba chín mũi hào quang phát ra chói mắt phía bên đông dựng cây gậy sắt nạm vàng phía bên tây dựng cây bảo trượng hàng yêu yêu dương đi theo sau nói nè chú lái chỗ hào quang lấp lánh ở giữa nhà kia là cây đinh ba có muốn coi á thì coi nhưng khi về chớ có bếp xếp với ai rõ chưa nếu không á thì ta sẽ cho nếm mùi đó sa tăng gật đầu dân dạ lia lịa than ôi đó chính là chủ thấy của đã muốn lấy bác giới tính nết vốn thô lỗ vừa nhìn thấy cây đinh ba chẳng cần biết mô tê gì chạy sộc tới xách ngay lấy hiện nguyên bản tướng múa đinh ba dù dù nhằm mặt yêu quái bổ tới hành giả sa tăng cũng dội chạy sang hai bên cướp lấy binh khí của mình và cũng hiện nguyên hình ba anh em nhất tề sống giàu bổ gậy bổ đinh ba loạn xạ yêu dương sợ quá dội co người nhảy ra phía sau vớ lấy cây xẻng cán dài bốn mặt sáng loáng đuổi theo tới giữa sân gạt ba thứ binh khí ra lớn tiếng quát các ngươi là ai mà dám bài mưu mẹo lừa lấy bảo bối của ta? Hành giả quát mắng. Cái đồ ăn cắp đê tiện kia, nhà ngươi không nhận ra ta à? Ta là đồ đệ của đường Tam Tạng bên phương Đông dọc đường đi tới Châu Ngọc Hoa đổi điệp văn. Lão Dương bảo ba Dương tử tôn chúng ta làm sư phụ, mời dạy võ nghệ, mượn bảo bối của chúng ta làm mẫu để rèn binh khí. Hừm. <laughs> Bình khí của chúng ta để ở trong sân Dương Phủ các ngươi bày trò ăn cắp, lợi dụng đêm tối lẻn vào lấy đi. Lại còn mạnh miệng nói chúng ta là bài mẹo bài mưu lừa lấy bảo bối của nhà ngươi hả? Nè, chớ có chạy, ta sẽ cho nhà ngươi nếm thử ba cây binh khí của chúng ta đây. Yêu quái dơ sển lên đỡ, hai bên đánh nhau từ trong sân ra tới cửa động. Ba nhà sư và một yêu quái quần nhau thật dữ dội bốn người đánh nhau quyết liệt hồi lâu ở núi báo đầu. Yêu quái biết chừng không địch nổi, bèn quay về phía sa tăng quát lớn. Hãy nhìn lưỡi xẻng đây! Sa tăng né người tránh, yêu quái thừa dịp có đường trống bỏ chạy, cởi gió bay thẳng về cung tốn phía đông nam. Bác giới co cẳng định đuổi theo, hành giả ngăn lại. Thôi, để mặc kệ cho hắn chạy đi, từ xưa đã có câu giặc cùng chớ đuổi hắn chặn đường về của hắn đã bác giới nghe lời ba người tới thẳng cửa động giết sạch sành xanh hơn trăm tiểu yêu lớn nhỏ hóa ra chúng đều là những loại lan trùng hổ báo cầy cáo hưu nai thành tinh cả hành giả dùng thủ pháp lôi hết những đồ tế nhuyễn cùng bọn tiểu yêu tạp nham đã bị đánh chết và số dê lợn mang ra khỏi động sa tăng thu nhặt ít củi khô chất kính cửa hàng rồi phóng hỏa đốt bác giới lấy hai tay quạt gió một dùng sào huyệt phút chốc cháy sạch sẽ sau đó ba anh em mang hết những vật thu được bay về thẳng châu thành lúc ấy cửa thành vẫn còn mở mọi người chưa đi ngủ cha con lão dương và đường tăng vẫn đang ngồi đợi trong đình bộc sa bỗng mọi người nghe thấy tiếng lộp bộp rơi đầy sân dội nhìn ra thấy đây những thú chết lợn dê và của cải bọn hành giả cùng cất tiếng gọi thưa sư phụ chúng con đã chiến thắng trở về lão Dương cúi đầu tạ ơn đường Tam tạng vô cùng mừng rỡ ba Dương tử thì quỳ rạp xuống lại Sa tăng đỡ dậy nói Khoan tạ ơn dội ra mà xem chiến lợi phẩm kìa các Dương tử hỏi những vật này sư phụ đem từ đâu về vậy? Hành giả cười nói. Ha <laughs> ha, bọn lan trùng hổ báo cày cáo hưu này này đều là những yêu quái thành tinh. Bị ba sư phụ đánh chết quẳng ra ngoài cửa. Còn lão yêu thì đúng là con sư tử lông vàng. Hắn sử một cây xẻng tứ minh đánh nhau với chúng ta cho tới lúc chiều tối rồi bị thua bỏ chạy thoát thân về phía đông nam rồi nhưng các sư phụ không đuổi theo mà quét sạch sào huyệt của chúng giết sạch bọn tiểu yêu thù dọn hết của cải đem về đây lão vừa nghe xong vừa mừng vừa lo mừng vì mọi người thắng lợi trở về lo gì yêu quái ngày nào đó sẽ tới báo thù hành giả nói xin điện hạ yên tâm ta đã suy nghĩ chín chắn và khắc có cách xử trí khi nào ta diệt hết yêu quái bấy giờ mới lên đường quyết không bao giờ để lại hậu quả. Trưa nay lúc đi, ta có gặp một tên tiểu yêu mặt xanh tóc đỏ mang thiệp mời. Ta đọc qua thì thấy tờ thiếp có viết rằng Xin thưa với ông nội lão đại nhân cửu linh nguyên thánh được biết Sáng mai cháu sửa soạn tiệc rượu gọi là đại hội đinh ba Kính mời lão đại nhân tới dự Mong lão đừng từ chối xin đa tạ Người mời ký tên là cháu dưới cửa là hoàng sư cúi đầu lại trăm lại, vừa rồi yêu quái bại trận chắc sẽ chạy về chỗ cái tên ông nội hắn mà thổ lộ, rồi sáng mai à, bảo chúng tới báo thù đó. bây giờ ta sẽ giúp điện hạ tiêu diệt sạch bọn chúng. lão dương cảm tạ sai sửa soạn bữa chay tối, thầy trò ăn xong ai nấy đi ngủ, chuyện không nói nữa lại nói chuyện yêu quái quả nhiên chạy về hướng đông nam tới chỗ núi trúc tiết trong quả núi ấy có một tòa động phủ tên gọi động cửu khúc bàng hoàng trong động có lão cửu linh nguyên thánh là ông nội của yêu quái suốt đêm yêu quái chạy không dừng gió tới khoảng canh năm thì tới cửa động vội gõ cửa xin vào bọn tiểu yêu thấy vậy hỏi ngay Muôn tàu đại vương chiều qua có tên tiểu yêu mặt xanh đến đưa thiếp mời. Đại vương chúng ta đã giữ hắn ở lại cho tới sáng nay để cùng đến dự đại hội đinh ba một thể. Vậy mà sớm tinh sương thế này ngài còn đến mời làm gì nữa? Yêu quái nói, đừng có nhắc nữa, đừng có nhắc nữa. Hội không xong rồi. Đang nói chuyện thấy tên mặt xanh từ trong động bước ra nói. Đại vương đến làm gì? Lúc nào lão đại vương nhà ta trở dậy ngài sẽ cùng đi dự hội với con một thể mà. Yêu Quái cứ như người ngớ ngẩn xua tay không nói, lát sau lão yêu ngủ dậy cho gọi vào, yêu quái quẳng binh khí, cúi rạp xuống lại, không ngăn được hai hàng nước mắt ứa ra. Lão yêu nói: "Cháu ngoan của ông, hôm qua cháu đã đưa thiếp mời, sáng nay ông đang định đi dự hội." sao cháu còn thân đến làm gì mà sao trông cháu rầu rĩ quá vậy yêu quái dập đầu thưa bẩm thưa ông đêm hôm qua cháu thư thả ngồi ngắm trăng bỗng thấy trong thành ngọc hoa hào quang phát ra ngút trời bèn vội vàng tới xem hóa ra là ba cây binh khí để trong dương phủ phát hào quang sáng chói một thứ là cây đinh ba vàng chín mũi, một thứ là cây bảo trượng hàng yêu, một thứ là cây gậy sắt nạm vàng. Vậy là cháu lập tức trổ thần thông mang ngay về động định tổ chức đại hội đinh ba, sai tụi nhóc đi mua dê lợn hoa quả lễ vật bài tiệc mời tổ phụ tới dự cho vui. Vậy mà hôm qua sau khi cháu sai tên mặt xanh đi đưa thiếp mời thì thấy bọn điêu toàn đi mua dê lợn, xua về được mấy con lại kéo theo một tên lái lợn tới đòi tiền thiếu. Hắn định xin ở lại xem hội nhưng cháu e hắn bếp xếp nói ra ngoài nên không cho hắn xem. Vậy mà khi vào tới trong động, động, vừa trông thấy binh khí thì chúng bảo là của chúng, rồi ba tên xông vào cướp, hiện rõ nguyên hình. Một hòa thượng mặt đầy lông lá, mõm như thiên lôi. Một hòa thượng thì tai to mõm dài, còn một quà thượng thì mặt sắc đen xì. Bọn chúng chẳng kể hay dở hò hét đánh loạn xạ. Cháu vội vơ lấy chiếc sẻn tư mình đánh nhào với chúng. Hỏi chúng là ai mà hỗn láo như vậy? Chúng nói chúng chính là đồ đệ của đường tăng tận bên phương Đông sang phương Tây lấy kinh. Dương tử mượn ba cây binh khí làm mẫu để ở trong sân dương phủ bị cháu lấy mất vì vậy chúng đến đòi lại. Cháu không biết họ tên ba tên quả thượng ấy là gì. Nhưng chúng võ nghệ cao cường quá. Một mình cháu địch không nổi ba đứa nên chịu thua bỏ chạy về chỗ tổ phụ đây. Muôn xin tổ phụ hết sức giúp đỡ bắt bọn quả thượng ấy bao thù cho cháu. Như thế mới là tấm lòng ông nội quý cháu. Lão yêu nghe xong, trầm ngâm một lát rồi cười nói. À, thì ra là hắn cháu ngoan của ông ơi cháu đụng vào chúng là lầm to rồi yêu quái bèn hỏi ủa vậy chứ ông biết bọn chúng hả à, cái tên tai to mõm dài là trư bác giới Tên mặt sắc đen xị là xa hòa thương. Hai tên này thì cũng tầm thường thôi. Còn tên mặt đầy lông lá mõm như thiên lôi tên gọi là Tôn Hành Giả. Ai chà 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 chà, tên này mới thật là thần thông quảng đại. Năm trăm năm trước đã từng đại náo thiên cung, mười vạn thiên binh cũng không bắt nổi hắn. Hắn là một tên ghê gớm lắm, có thể đào núi dốc biển phá động công thành dễ như chơi. Sao cháu lại đụng vào hắn làm gì? Thôi được thôi được, để ông cùng đi với cháu, bắt cả hắn lẫn Dương Tử Ngọc qua mang về báo thù cho cháu. Yêu quái nghe xong, dập đầu tạ ơn, ngay lập tức lão yêu điểm hết các cháu nhu sư tuyết sư tuấn nghê bạch trạch phục ly bát tượng tên nào tên ấy binh khí tinh nhuệ lăm lăm trong tay đi theo hoàng sư ào ào tựa cuồng phong đến thẳng núi báo đầu khi tới nơi bọn chúng chỉ thấy khói lửa mù mịt cay xe cá mũi và văng vẳng tiếng khóc não nùng nhìn kỹ hóa ra là hai tên điêu toàn và cổ quái đang khóc lóc gọi chúa công yêu quái bước tới quát hỏi Nhà ngươi là điêu toàn thật hay là điêu toàn giả? Hai tiểu yêu quỳ xuống, nước mắt đầm đìa, dập đầu thưa. Muôn tàu, chúng con đâu có phải là giả. Suốt ngày hôm qua, chúng con đem tiền đi mua dê mua lợn. Khi đi tới con đường cái phía tây núi, chúng còn gặp một hòa thượng mặt lông lá mỏm thiên lôi. Hắn nhổ một bãi nước bọt vào chúng con, khiến chúng con mồm miệng cứng đờ, chân tay mềm nhũng, không nói được và cũng không đi được. Rồi sau đó hắn đè chúng con xuống móc hết tiền trong túi, lột cả thẻ bài. Hai chúng con bị hôn mê tâm tối mãi tới bây giờ mới tỉnh lại. Bò về tới đây thì thấy khói lửa vẫn chưa tắt, nhà cửa hang động bị đốt trụi hết trơn rồi chúng con chẳng thấy chúa công và các đầu mục lớn nhỏ đâu nên đau đớn quá ngồi đây khóc lóc mà chẳng biết tại sao lại có trận hóa hoạn ghê gớm như thế này yêu quái nghe xong không kìm nổi hai hàng nước mắt chảy ra như suối hai chân dậm thình thịch gào thét gian trời căm tức nói ôi cái đồ đầu trọc hung ác kia các ngươi dám làm những chuyện độc ác như thế này, đốt trụi động phủ của ta, thiêu cháy người đẹp của ta, già trẻ lớn bé trong nhà ta các ngươi cũng giết sạch sẽ, ta căm hận các ngươi, đến chết cũng không thể nào nguôi được." Lão yêu sai nhu sư dìu thằng cháu hoàng sư lại nói: "Cháu ơi, cơ sự đến thế này có khóc cũng vô ích. Hãy lấy lại nhuệ khí mà tới châu thành bắt bọn chúng để bao thù. Yêu quái dẫn nước mắt lã chả nói, Ôi ông nội ơi, cả một tòa cơ nghiệp tốn biết bao công sức gây dựng nên, nay bị lũ đầu trọc ấy đốt trụi hết thì cháu còn muốn sống làm gì nữa yêu quái giãy dụa định hút đầu vào vách đá tự tử, tử bọn tuyết sư nhu sư phải hết sức gìn giữ khuyên can mới thôi đoạn cả bọn rời ngay núi báo đầu tới cả châu thành châu thành đang yên ổn bỗng thấy gió nổi cuồn cuộn mù phủ văng văng mọi người ở ngoài thành sợ quá điệu con cổng cháu bỏ cả từ gia chạy dạt vào trong thành rồi đóng chặt cửa lại có người vào báo trong dương phủ tai quả tai quả lớn rồi lúc ấy bọn dương tử và đường tăng đang ngồi ăn cơm sáng trong đình bộc sa nghe thấy có người báo tai họa đều chạy xô ra cửa hỏi mọi người thưa một bọn yêu quái phun mây nhã mù các bay đá chạy xong đến sát châu thành của chúng ta rồi lão dương cả sợ nói ôi biết làm sao bây giờ làm sao mà chống cự với chung hành giả cười nói mọi người cứ yên tâm đi đó là bọn yêu quái động hổ khẩu hôm qua thua trận chạy về phía đông nam cầu cứu tên cửu linh nguyên thánh nào đó đến đây để mấy anh em ta xông ra xem sao điện hạ hãy sai đóng chặt bốn cửa thành chia quân canh giữ cẩn thận dương tử lập tức sai đóng chặt bốn cửa thành điểm quân lên giữ mặt thành. Cha con Lão Dương cùng đường tăng ngồi trong thành lầu đốc thúc, cờ quạt phấp phới, hỏa pháo gian trời. Bọn hành giả bay lên trong khoảng nửa mây mù, ra khỏi thành ngên địch. Đó chính là Do sơ suất mất hết binh khí, nổi hung đồ ma kéo tới ngay. Cuối cùng, không biết trận đánh thắng bại thế nào, xem hồi sau sẽ rõ